Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các con cần phải được tái sinh một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi có nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hỡi em Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình dân Israel từ Ai Cập về đất hứa thì đi ngang qua sa mạc suốt 40 năm. Dân chúng không có nước uống, không có nước tắm giặt, không có thức ăn, rồi đầy những cái thiếu sót. Người ta với lẩm bẩm kêu ca phàn nàn, trách móc Chúa đủ điều. Và người ta còn ác mồm ác miệng, người ta bảo á là có phải ở bên Ai Cập á không có mồ chôn chúng tôi hay sao, mà bây giờ ông đưa chúng tôi qua cái sa mạc này là nơi không có nước uống, không có thức ăn. Hãy Chúa tôi, họ ác mồm như vậy đấy, Chúa mới điên lên giết cho bằng cách nào? Rắn độc ra cắn những thằng nào mồm ngoác tới mang tai, môi chữa tới cặp quần thì bị rắn cắn độc cho chết. Lúc bây giờ bị vạ mồm, vạ mồm rồi với ăn năn hối lỗi, Chúa mới bảo Môi-se: được rồi, bây giờ làm con rắn bằng đồng treo lên, kẻ nào mà ác mồm ác miệng bị rắn cắn thì bây giờ hối hộ lỗi rồi, nhìn lên con rắn bằng đồng thì sẽ được cứu thoát. Con rắn bằng đồng treo lên ở trong sa mạc chưa có nói gì về Đức Giêsu trên giá thập giá cả. Đây là cái hình ảnh tiên trưng chỉ về việc Đức Giêsu bị treo trên thập giá sau này. Và sau này khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá rồi, người ta mới đọc lại trong sách Dân Số, người ta mới khám phá ra à, ngày xưa dân Do Thái đã bị rắn độc cắn và họ chết, họ nhìn lên con rắn bằng đồng được cứu thoát. Thì ngày hôm nay tất cả chúng ta nhìn lên thập giá Đức Giêsu thì được cứu thoát. Vậy thì ngày hôm nay mình cũng y như là dân Israel năm xưa, những cái tội mình phạm hầu hết từ cái mồm mép mình mà ra. Nhiều khi mình cũng ác mồm ác miệng lắm, nhiều khi mình cũng bạ đâu nói đó, nhiều khi mình cũng ăn nói vuông tuồng mất nết, không có kiểm soát được mồm mép của mình đấy, rồi xa đi ngã lại phạm biết bao nhiêu là tội. Vậy thì ngày hôm nay ngước nhìn lên thập giá Đức Giêsu, chúng ta phải nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót của bản thân, không phải để tự ti, nhưng mà để từ đó nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa mà hoán cải, mà biến đổi cuộc đời. Phải nhìn lên thập giá Đức Giêsu để nhận ra ơn cứu độ của Ngài và nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài đến trần gian mặc lấy thân phận con người, sống như con người,
Ngài đón nhận cái chết trên thập giá, được mai táng trong mộ là vì yêu thương con người. Bây giờ Ngài sống lại để Ngài cứu chuộc con người. Do vậy, ngày hôm nay ngước nhìn lên thập giá Đức Kitô, một đàng phải nhận ra những lỗi lầm, những thiếu sót của mình, và đồng thời tin tưởng, tín thác và cậy trông vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu nhìn lên thập giá Đức Kitô mà không nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân thì làm gì có của mà mình sám hối ăn năn. Và khi sám hối ăn năn rồi mà mình không biết cậy trông và tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì khốn nạn cho cuộc đời của mình biết là chừng nào, nghĩa là mình không được ơn cứu độ. Do vậy phải nhìn lên thập giá Đức Kitô và đặt tất cả niềm tin tưởng cậy trông phó thác ở nơi Ngài, để chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và từ đó tâm hồn của mình sẽ được bình an. Vì thế hôm nay lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta ngước nhìn thập giá Đức Kitô để đón nhận ơn cứu độ của Ngài, để tâm hồn của chúng ta được bình an.